mười mấy năm nhận đức à, niệm phật mà à, thời điểm này mới cảm giác được khi à, mình niệm phật lễ phật mà mình nghe được danh hiệu phật rất là hay nghĩa là nó ngay chỗ là khi mình lên mình tu mình dọn hết cái tâm mình giống như lúc mình niệm phật mình niệm giống như nó tùy sức mình thôi nhưng mà cảm giác làm sao mà mình hòa nhập được với âm điệu tự nhiên mình nghe có vật hiệu giống như nó du dương mà mình niệm nó nó giống như một cái cảm xúc đặc biệt lắm nhưng mà mình cũng đừng nên cố giữ cái cảm giác đó vì khi mình cố giữ thì nó nó sẽ không phù hợp Nghĩa là một thờ tu đó mình có thể sinh ra được những cái cảm giác niệm Phật đặc biệt lắm. Nhưng mà cái những cái giây phút đó nó không lâu. Mà nó cũng là đủ để cho quý vị, vị cảm thấy một thờ tu cảm thấy quá đặc biệt và tuyệt vời. Nhưng mà đừng nên cố chấp. Khi cố chấp mình sẽ giống như tham chấp, không phù hợp, để tự nhiên. Thì ra rõ ràng là khi mình lên mình niệm Phật mà, Giống mình dụng công mình tu... Mình dọn hết cái tâm nghĩa là... Nó không còn những cái thứ ngoại cảnh... Xâm phạm vào này kia... Thì lúc đó quý vị niệm Phật... Sẽ cảm giác rất là tuyệt vời... Rất là đặc biệt... Khi lúc mà cái cảm giác niệm Phật đó... Thì chắc chắn rằng... Quý vị niệm Phật sẽ không bao giờ bị bỏ cục... Vì nó không có nhạt nhẽo nữa quý vị... Không có nhạt nhẽo nữa... Nghĩa là những đứt lót cái nền này... Nó đã đi mười mấy năm mà... Mà không thể nào có thời gian để đi đi vào cái chuyện công phu tu tập như thời điểm này được nên khi nó đã lót cái nền phước duyên lớn quá thì đến lúc mà nó đi vào công phu niệm phật thì tự nhiên cảm giác dạt dào đặc biệt lắm nên như đức nói với quý vị là tuy mình cũng niệm phật nhưng mà mình chưa cảm giác được câu phật hiệu hay quý vị cũng nghe có thể cảm giác câu phật hiệu hay nhưng mà cái hay mà những đức nói đó là cái hay sanh tự tánh phật nó cảm với bộ nguyện phật hay đó nó nó không đơn giản, cái hay đó mà nó sinh ra cái vị sẽ cảm giác nó nó an lạc mà mà không có cái niềm vui gì ở cái thế gian này bằng chắc chắn luôn. rõ ràng là niệm phật mà nó an lạc nó vui là nó sẽ diệt những cái lòng tham. Ừ. mình nói câu diệt là câu thế gian đó chứ thật sự mà nó so nó xóa so được những cái lòng tham của mình nhiều lắm, ừ. quá giải lòng tham nên. Đó, mỗi một người mình mà nếu như mình có thời gian mình dụng công mình tu gì nha. Cái thời gian mình tu không nhiều nhưng mà thật sự cái cái thời gian nó đủ sức mình để mình cảm giác mình tu mà mình mình không ngán. Nếu mà cứ dụng công như vậy mà tu tập chắc chắn. Tự nhiên mình lên mình tu giống như mình sẽ tùy duyên niệm Phật đó nó không còn bị cái cái, cái những cái chướng ngại mà, mà mà xâm phạm này cái nhiều khi lúc mà chướng ngại xâm phạm là là những cái thứ mà vọng tưởng bên ngoài đủ thứ chuyện vô cái lúc mà mình niệm phật đó mình cũng không chấp luôn và khi mình đã không chấp chỗ đó nữa thì tự nhiên cái cái lực niệm phật của mình nó sẽ mạnh hơn những cái mà mà xâm phạm đó thì lúc đó quý vị sẽ cảm giác được có phật hiệu thù thắng còn đa phần con người mình bị cái bệnh là là khi mình niệm phật mình lên mình đè phục Chúng mình không chấp nhận những cái xâm phạm của ngoại cảnh Nhưng mà mình không mình càng không chấp nhận nó Thì thì đó là nó đã đến rồi Nên mình để cho nó tùy duyên Mà mình thì chấp gì danh hiệu Thì tự nhiên thời gian chắc chắn là câu Phật hiểu vì niệm sẽ đắc lực Chắc chắn luôn Nên cái cảm giác khi mà tu một thờ đó tuyệt vời lắm Nó không có nhiều, nó không có lâu đâu Nó chỉ là một thời gian rất ngắn thôi Cái lúc quý vị niệm Phật đó Tự nhiên cái cảm giác như là cái vị nó buông xuống được vạn duyên. và có vật hiệu vị niệm rất là nhẹ cực kỳ nhẹ luôn mà nó lại giống như là hòa nhập được với bổ nguyệt. nên cái lúc đó niệm phật tuyệt vời lắm quý vị nên những đức nói rằng là có một tịnh độ này đúng là phải lâu dài nên chư phật chư tổ cũng dạy thôi phải niệm lâu dài Chí tâm tin ưa. Chí tâm là một con vật hiệu lâu dài. Mà phải thích tin ưa. tin đó phải tin đó rồi phải thích nữa. thích niệm rồi phải tin tưởng. nó phải lâu dài. chứ không phải là một sớm một chiều. nghĩa là cả đời mình mình sẽ hưởng được sự an lạc khi niệm phật này tuyệt vời lắm. nghĩa là con người sống trong cuộc đời này có được niềm vui là quá tuyệt rồi. chừng nào chết thì chết nhưng mà có rồi con người đa phần đều là để chi cầu cái niềm vui quý vị đều là chi cầu cái niềm vui nhưng người ta làm cực khổ gì người ta có tiền người ta cũng muốn đi tìm cái niềm vui tới vui chơi gì đó không? nhưng mà mình lại là có cái niềm vui của nội tâm là niệm phật cái niềm vui này tuyệt tuyệt vời lắm quý vị ơi cái niềm vui này nó rất là tuyệt vời cái niềm vui này quý vị sẽ không bao giờ như những cái niềm vui mà đi tìm kiếm đâu, cái niềm vui mà nội tâm đó, quý vị sẽ ở nơi nào cũng vui, vì sẽ có cái niềm vui không bao giờ đi tìm chỗ đông người hoặc là cái chỗ nào đó vui chơi gì không có đâu, mà cái niềm vui của nội tâm là tuyệt nhất luôn. Đó. Nên khi cái niềm vui của nội tâm mà nó phát lên đó, thì quý vị sẽ nghĩ đến cái việc lợi ích cho chúng sanh, sẽ nghĩ cái lợi ích cho chúng sanh, Có nghĩa là mình làm cái gì mà lợi ích cho chúng sanh mình sẽ thích làm. Nghĩa là tự tánh Phật mình khi hiển lộ là Những cái gì lợi ích cho chúng sanh mình sẽ thích làm Mình không có tạo cái niềm vui về cá nhân Mà cái niềm vui của mình là lợi ích cho chúng sanh Chắc chắn luôn khi quý vị mà Niệm Phật quý vị sẽ có cảm giác đó 100% Nên mỗi một con người Tu hữu môn tịnh độ này Phải gầy dựng tính tâm, tính nguyện cho Cực kỳ sâu chắc Chứ không phải là bữa nay mình tu gì Ngày mai mình tùy tiện có thể, có thể thay đổi hoặc là năm 10 năm mình niệm Phật Mình thấy nhạt nhẽo, mình chán Mình thay đổi, mình kiếm cách này cách kia Có người như vậy rất dễ bỏ tịnh độ Chắc chắn quý vị luôn Con người vậy rất dễ bỏ tịnh độ Có nghĩa là người tu hôn tịnh độ Đều là trí tâm tinh ưa Mà kiếm của người trí tâm tinh ưa đó Cực kỳ khó Kiếm của người trí tâm tinh ưa đó Cực kỳ khó luôn Mà ai mà đã trí tâm tinh ưa là người đó thành công giải sao nên quý vị biết rằng là cái cái niệm Phật giảng sanh này là cái niệm hiện tại mình đang niệm Cái niệm hiện tại này nó sẽ đi như một đường dây dài đi đến lúc cặn tới nghiệp là ý niệm cuối cùng. Cái này là thành công chắc chắn luôn. Tại vì ý niệm mỗi ngày là có vật hiệu nhất tâm chỉ có một có vật hiệu thôi. Cái chữ nhất này nhất là một có vật hiệu quý vị. Chứ không phải là nhất tâm mà chúng ta không vọng tưởng. Không vọng tưởng thì mình không làm được rồi. Có những người ta nói nhất tâm là không vọng tưởng thì cái khả năng đó mình không làm được. Nhưng cái khả năng của bậc hạ căn mình gọi là nhất tâm là một câu Phật hiệu. Thiện đạo đại sư người nói nhất tâm là một câu Phật hiệu. Mà một câu Phật hiệu này bởi vì chân thật với niệm cái niệm, ý niệm quý vị mỗi ngày là niệm sanh cực đạt Và cái ý niệm này nó sẽ kéo dài thời gian cho đến lúc khi mà chúng ta cặn tới nghiệp ý niệm cuối cùng quyết định con đường giác sạch. Còn nếu như mà chờ đến lúc cuối cùng người ta khuyên mình niệm Phật và mình phát ý niệm nhất tâm cuối cùng nữa đó là cực kỳ khó cực kỳ khó luôn cái này là phải là thiện căn của báo nhân viên khi cuối đời như ông trương thiện hòa làm đồ thể thì hiện có nghĩa là cái pháp môn tịnh độ này trong 48 lời nguyện vẫn có cái nguyện đầu tiên là dù cho tạo nghiệp trước nặng nề cỡ nào chuẩn bị đọa địa ngục đi chăng nhưng nghe người khuyên câu phật hiệu mà chịu niệm thì người này cũng được giảng sạch nên ông trương thiện hòa cũng như là bậc bồ tát thì hiện đến thế gian Thầy hiện cho chúng ta biết rằng Dù tạo nghiệp trước nặng nề Nhưng cuối cuộc đời chỉ cần được người thiện trí thức khuyên niệm Phật Ông chỉ cần phát lên niệm dài câu thôi Mà mấy niệm của ông đó là mấy niệm hoàn toàn Hồi phục được tự tánh Và câu Phật hiệu đó hoàn toàn nhất tâm Và muốn sanh cực lạc Bằng một tâm chân thật Nên chỉ có dài niệm đó thôi Ông đã được Phật A Di tiếp dẫn giáng sanh Những hạng người này là cực kỳ khó tìm Nếu như chúng ta đi vào hạng người như vậy Thì đó gọi là chúng ta cầu mai thật sự cầu mai nên cái việc mà mỗi ngày gầy dựng tín nguyện mỗi ngày niệm phật mỗi ngày đi vào câu phật hiệu và mỗi niệm niệm phật đó là thế giới cực lạc của mình phải kéo dài thời gian đến khi cần tư nghiệp của chúng ta ý niệm cuối cùng thì cái đó nó chắc ăn hơn nên quý vị nhớ chúng ta không thể nào chờ nước tính chân mà chạy được không kịp à. nên đó, hòa nghe hiền nói một câu rất hay hồ niệm không chắc ăn là gì sao vì khi chờ tới cuối cùng để nhờ người ta hộ niệm thì không chắc ăn nên hòa thượng ấy hiền phải bỏ cái thời gian chín mươi mấy năm trong cuộc đời một trăm mười mấy tuổi ngày mới mất thời gian niệm phật của ngài mấy chục năm là chín mươi mấy năm trong cuộc đời ngày niệm phật và câu phật hiệu của ngài là chỉ có một câu phật hiệu Vì ngài không biết chữ nào hết nên chỉ có một câu phật hiệu nằm gọn trong tất cả các việc trong đó là chỉ có một câu phật hiệu hòa thượng ấy hiền chắc chỉ có một câu phật hiệu nên khi một câu Phật hiệu ngày niệm cứ nói tiếp nói tiếp nói tiếp, thuận duyên hay nghịch cảnh gì ngày cũng niệm Phật thì đọc sách của Tự Nghi Hiền thì sẽ biết liền. Thuận duyên hay nghịch cảnh gì ngày cũng niệm Phật, ngày cũng cứ niệm Phật. Ngày niệm Phật đến ý niệm cuối cùng của ngài là ngày nắm chắc con đường Giáng sanh. Nên qua Tự Nghi Hiền ngài biết được cái hộ niệm không chắc ăn vì con người ta thường ngày không chịu tu, chờ đến lúc hộ niệm để thành tựu con đường Giáng sanh. Có nghĩa là bị cái bệnh là nói rõ ra chúng ta hơi bị làm biến. Hơi bị làm biến làm biến là thường ngay không dụng công giống như một cái hạt giống chúng ta trồng xuống đất mà chăm bón thì không chịu chăm thì tức khắc có khi chúng ta sẽ mắc luôn hạt giống nên quý vị biết cái hạt giống ai với đạo phật này nó lọt vào tâm mình nó thành chủng tử tương lai nhưng mà nếu mỗi ngày không chịu bò dưỡng thì cũng như trồng hạt giống xuống đất mà không tưới tẩm thì cũng chết luôn hạt giống mắc luôn hạt giống nên phải nhớ kỹ điều này nên qua tuổi ngay người nói hộ niệm không chắc ăn là có nguyên lý Nguyên lý là gì chúng sanh chúng ta bị làm biến Và chạy theo cái hoàn cảnh thế gian Mà mình không niệm Phật Để chờ khi cuối cuộc đời người ta hộ niệm cho mình Để thành tựu của đường giảng sanh Nên Hòa Thượng Nghĩa Hiền Ngài biết điều này Nên Ngài nói rằng hộ niệm không chắc ăn. Chỉ là sự hỗ trợ cực kỳ nhỏ Mà cái thành công là chính bản thân của mình Thật sự quý vị Mình buồn, người ta khuyên mình hết buồn Chỉ là một phần nào thôi Còn cái quan trọng là mình hãy tự xem lại mình có nên buồn hay không cái này mới là cái quan trọng mình có nên buồn hay không có những việc mình nắm giữ chấp nhất người ta khuyên mình nhìn thấu buông xuống người ta chỉ khuyên thôi mà cái mà nhìn thấu buông xuống đó là bản thân mình phải xem lại mình có cần nắm giữ nắm chắc và mình có cầm được đời đời tiếp kiếp hay không cái này là cái giúp cho mình nhìn thấy để mà buông xuống nên cái buông xuống là bản thân mình còn cái ngoại cảnh là người ta chỉ là người khuyên mình khuyên chưa có cao độ bằng chính mình nhìn thấu đâu quý vị nên cái việc niệm phật giảng sanh đó là bản thân của mình còn cái sự hộ niệm là sự hỗ trợ còn dù không có hộ niệm cũng giảng sanh vì có người này ý niệm của họ là tới rất cực lạc nên dù không có ai hộ niệm họ cũng giảng sanh nếu như quý vị gây dựng được tín nguyện như vậy thì niệm phật cực kỳ quan trọng lợi ích cực kỳ lớn và khi hộ khi quý vị đã niệm phật mà có sự an lạc có góc độ nhìn thấu như vậy thì những đức nói với vị nghe đối với việc mà thương ghét không còn nặng nề nữa thương ghét không còn nặng nề nữa nếu quý vị cảm giác được này là một trăm luôn thương ghét không còn nặng nề nữa và người ta có như thế nào có chửi mắng đánh đập quý vị cũng không còn quan trọng nữa tại vì cái ý niệm thế giới cực lạc quý vị mạnh quá nên ý niệm mà thương ghét nó không còn quan trọng nữa vì người ta tin nhân quả cái lúc mà thương lúc ghét đó người ta tin nhân quả hết hay là thương yêu hay quýnh đập người ta gì người ta cũng tin nhân quả. Tại vì sao gì? người ta nghĩ rằng là ở thế gian này ta đến là để giống như người ta tùy hiện một cái nhân viên gì đó. Rồi dù cỡ nào người ta cũng niệm phật. Để cái nhân viên đó nó nói tiếp cho tất cả những con người khi gặp hoàn cảnh như người ta mà phải niệm phật. Tại vì có những việc mà người ta gặp phải thì con người ở thế gian này rất nhiều. Gặp phải thì người ta lại bỏ đi, không niệm phật nữa. Còn người ta gặp phải, người ta lại niệm phật. Giống như nhiều người thì dấp ngã xong nằm vẹp luôn Còn có những người thì người ta dấp ngã xong người ta đứng lên Đó cũng là một bài pháp Để giúp cho những người dấp ngã phải đứng lên Nên từ nơi đó mà Cái thuận duyên, cái nghịch duyên Cái thương và cái ghét Đối với cái người niệm Phật mình không còn quan trọng nữa. Lúc đó quý vị sẽ thấy Niệm Phật tuyệt vời lắm quý vị là lúc đó là quý vị khi dụng công tu là cái ngoại cảnh không xâm nhập được nên những đức nói rằng là cần phải có thời gian cũng đánh. Đừng nên giỏi dàng Tu thời gian rồi Thấy nhạt nhẽo bảo cuộc Hoặc là gặp sự cố gì Cái tự nhiên chán nản không niệm Phật Quý vị ơi Chúng ta sanh với cái cõi đời này mà Đã là Nghiệp chướng chiêu cảm mình để sinh đến cái cõi này Mà làm sao có người chúng ta Không có những câu thúc của nghiệp Duyên với nhau quý vị Nên những đức nói cho quý vị nghe Ai tạo nghiệp chướng gì Đó là chuyện của người ta Bản thân của mình niệm Phật là lợi ích của mình Ai ăn nấy no ai tu nấy chứng Mình niệm Phật là mình niệm Đức Phật ấy với đà niệm tự tánh Phật Mình hiển lộ Chứ đâu phải mình niệm con người nào đâu Con người nào đâu Người ta chỉ là người phiên mình niệm Phật Nếu như mình niệm Phật mà được lợi ích Thì đó là lợi ích của mình Trong khoảng cuộc đời của mình Sống với một người vợ người chồng Người vợ người chồng đến với mình Bằng cái tấm lòng như thế nào Tính lúc người ta phạm phải điều sai lầm gì thì đó là điều sai lầm của người ta bản thân mình khoan dung tha thứ thì đó là tâm lượng mình lớn thôi tâm lượng mình lớn thôi quý vị mình hãy nhớ những lúc người ta thương yêu giúp đỡ mình á thì tâm lượng mình mới lớn còn nếu như mình chỉ thấy người ta phạm sai lầm mình đã đổ hết tất cả những sự giúp đỡ người ta đến với mình thì tâm lượng mình tức khắc hẹp hòi liền nên con người đến với con người phải nhận khoảng thời gian mà chúng ta khi đến với nhau quý vị ạ à khoảng thời gian khi chúng ta đến với nhau Thí dụ như những người sống trong ngôi tam bảo chung những đức Họ phải nhìn cái khoảng thời gian những đức sống với họ Khoảng thời gian mà những đức lo cho họ Thì tâm lượng họ mới lớn Chứ họ đừng nhìn những khoảng thời gian Bản thân những đức có những tay tiếng. Thì con người tu như vậy Thì mình mới nhìn được việc thiện Nhìn được việc tốt Để phân tách được rõ ràng Nên mỗi một con người mình quý vị à Đừng bao giờ thất vọng ai để bỏ niệm Phật. Không? Đừng bao giờ thất vọng ai để bỏ niệm Phật. Dù bản thân những đức có tai tiếng gì đi chăng nhưng những đức cũng đâu có bỏ niệm Phật đâu, mà quý vị, vị bỏ niệm Phật. Đây là cái điều mà muốn nhắc nhở chúng ta. Nếu như một ngày nào quý vị, vị gặp sự cố gì hay, hay tai tiếng gì quý vị, vị cũng nên học như những đức, đừng bỏ niệm Phật. Quý vị có thể làm được điều đó mà. Đây cũng là một bài học cảm ơn trong cuộc đời, đừng bao giờ tự hào rằng bản thân tôi sẽ không bao giờ bị tai tiếng hay làm lỗi nhớ kỹ nghe quý vị trong mọi người chúng ta hãy tự xem lại bản thân mình không làm lỗi sao lúc mình làm lỗi mình không mong người khác tha thứ cho mình sao nếu nghĩ được điều này thì tức khắc chúng ta sẽ mang tâm tha thứ cho người khác tất cả những người những đức đã từng gặp qua từ sống chung với ta hàng phật tử ở phương xa thật sự mà nói những Đức luôn luôn đối mặt với quý vị Bằng một cái rất tự hào Không có một chút gì cảm thấy hổ thẹn cả Nhất là những người Sống trong ngôi nhà tam bảo chung với những Đức Vì cái việc những Đức tai tiếng gì Đó là việc của những Đức Còn việc mà những Đức đến với họ Là bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim Chưa bao giờ Sống mà lường gạt họ Thật sự Nên những Đức nói rằng Thà người bỏ những Đức, những Đức không bỏ ai cả Cả cuộc đời mình như vậy có người mình còn chưa bỏ Không chỉ Phật a Di Đà Làm sao mình bỏ được Quý vị dễ bỏ con người Nên mới bị cũng bỏ luôn Phật a Di Đà Nếu như quý vị có thể thương con người Thì quý vị làm sao bỏ Phật a Di Đà được Thật sự mà nói Một con người Người ta làm bao nhiêu việc có thể tốt Người ta chỉ phạm một việc gì đó thôi Là mình có thể phế người ta Và bỏ người ta Vì thì đối với Ai Di Đà Phật Quý vị cũng rất dễ bỏ quý vị Nên những đức nói cả đời những đức sống Chữ chung chữ nghĩa rất quan trọng Thật sự Cuộc đời của người mấy mươi năm ngắn ngủi ấy, quý vị Qua rất là mau Thôi Những cái gì không vừa lòng không vừa ý Chúng ta hãy bỏ ra đi quý vị ạ. Bỏ ra đi Chỉ có có vật hiệu mới mở được tâm mình như vậy thôi Bỏ ra đi Thì quý vị sẽ rất nhẹ, rất là khỏe Ai không bỏ, những đức bỏ Thật sự Như thầy Minh Tệ ngày có nói một câu Những đức nghe Ngài nói, người tu hành Mà cái cách nói ngài nó, nó, nó chân chắc Người tu hành người ta có đánh đập mình ta chửi mắng mình người ta làm gì mình mặc kệ người ta không quan tâm đến có nghĩa là có những câu người ta nói rất là hay Đấy, thấy không? nên những con người nói câu như vậy nên cái sự kiên nhẫn người ta nó cũng hơn người khác Thật sự, mình phải công nhận rằng là người ta chịu khó chịu khổ hơn mình mình phải công nhận mình không làm theo được những điều đó mình làm cách khác người ta kiên nhẫn kiên trì Chịu khổ, chịu khó hơn mình Mình không làm được Thật sự Nhưng mình làm cách khác với khả năng mình làm được Mình phải công nhận là mình phải cung kính và tôn trọng Thật sự lúc trước những đức cũng nói câu này Mà trong lúc nói với đại chúng thì những đức hơi cười đùa Nhưng thật sự trong lòng mình Không dám khinh thường người khác Đây là 100% Nên bữa nay ngồi nói chuyện với vị công đạo này Vì vị phải nhớ tính nguyện niệm Phật là việc rất quan trọng đừng bao giờ cho rằng khi những đức bị một sự việc như vậy quý vị mất lòng tin với bộ nguyện di đà đừng như vậy bản thân những đức bây giờ giảm tính nguyện địa phật càng kiên cố hơn nếu như một ngày nào quý vị gặp sự cố gì quý vị hãy nhìn từ ngay chỗ những đức tuyệt đối không bỏ câu phật hiệu và chúng ta đều có cơ hội để đời này giáng sanh cực lạc chúc quý vị an lạc ai di đà phật ai di đà phật Aïe la face